Vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an liên tiếp triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán ma túy dưới dạng núp bóng các thực phẩm, thuốc lá điện tử, nước vui. Đối tượng của các loại ma túy này nhắm đến là giới trẻ, học sinh. Vụ án của đối tượng Lê Anh Thơ ở Hà Nội là điển hình, đây là đối tượng bị cáo buộc cầm đầu, tổ chức tội phạm sản xuất ma túy núp bóng thuốc lá điện tử, thuốc lá sợi để bán ra thị trường cho giới trẻ sử dụng. Cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 3.500 điếu thuốc lá thành phẩm, chuẩn bị tung ra thị trường. Hay như vụ án được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt phá mới đây, liên quan tới đối tượng Nguyễn Thị Hoài, 31 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoài từng làm nghề DJ ở nước ngoài, sau đó nhận thấy mặt hàng nước vui là siêu lợi nhuận, nên đã về nước tổ chức sản xuất nước vui và hàng cấm. Đối với chuyên án Lê Anh Thơ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, đây là chuyên án mà các đối tượng sản xuất ma túy với quy mô rất lớn. Nguồn ma túy nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc rồi đưa vào Việt Nam, thuốc lá sợi và thuốc lá điện tử cũng chủ yếu từ Trung Quốc. Thủ đoạn mới của các đối tượng thanh toán giao dịch chủ yếu qua Bitcoin, còn gọi là tiền điện tử. Về đối tượng Nguyễn Thị Hoài, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang cũng cho biết, các đối tượng thường dùng nước vui sau mỗi cuộc liên hoan, sinh nhật, khi đã có rượu bia, theo công thức gói 6 hoặc gói 10, tương ứng với 6 hoặc 10 người. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang cho hay, thời gian qua, việc các đối tượng sử dụng nước vui đã phát hiện có cả công chức nhà nước và đã gây ra hậu quả tử vong, bởi trong nước vui chủ yếu pha chế từ ma túy đá, tinh dầu trái cây có mùi rất thơm và kích thích. Khi đã uống rượu bia say, nhiều trường hợp uống nước vui quá liều và gây đột tử, Thiếu tướng Quang thông tin. Trưa ngày 25 tháng 11, mạng xã hội xôn xao sau khi tài khoản Facebook Nguyễn Văn Hiệu đăng tải thông tin qua một số clip và ảnh chụp về những nghi lễ như lễ đổi gác, lễ dựng cây nêu tại Đại Nội Huế từ năm 2020 đến năm 2023. Trong các lễ đều có xuất hiện lá cờ Long Vân. Điều đáng nói, theo quan sát của mình, hình rồng trên cờ Long Vân lại được copy từ hình thanh long trên Hoàng Long Kỳ, là quốc kỳ của nhà Thanh, được ra đời vào năm 1888. Nếu như phát hiện này của mình đúng, thì quả thực đáng buồn, vì cố đô Huế vốn là nơi có bề dày về các giá trị văn hóa và lịch sử. Chiều ngày 25 tháng 11, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã kiểm tra và thay bằng cờ mới, phù hợp với cờ Long Vân Triều Nguyễn, trên cơ sở tiếp thu nghiên cứu hình ảnh tư liệu lịch sử, tiếp thu góp ý từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu. Ông Trung cho biết thêm, lĩnh vực di sản có phạm vi rất rộng, đơn vị luôn cầu thị và cố gắng để ngày càng phát huy đúng giá trị di sản, phục vụ tốt nhất khách tham quan. Chiều ngày 25 tháng 11, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông C08, Bộ Công an thông tin về kết quả ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn trong thời gian từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10. Kết quả phát hiện và bàn giao cho địa phương xử lý 6.391 trường hợp vi phạm, trong đó 6.119 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Qua xác minh các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ghi nhận 232 người là cán bộ, công chức, nhà báo. Trong đó, có 184 cán bộ, công chức, gồm 175 đang công tác, còn lại nghỉ hưu, 15 phóng viên. Các trường hợp này ngoài xử lý theo quy định, C08 còn gửi thông báo về cơ quan, đơn vị công tác để xử lý nghiêm theo quy định của đảng, của cơ quan. Ngoài ra, quá trình kiểm tra, các tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ, lập biên bản, bàn giao cho công an địa phương khởi tố 8 vụ, 9 đối tượng gồm 3 vụ, 4 đối tượng về hành vi tàn trữ, sử dụng chất ma túy trái phép, 3 vụ, 3 đối tượng chống người thi hành công vụ, 2 vụ, 2 đối tượng về hành vi làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đại diện C08 cho biết và khẳng định, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, việc xử lý chuyên đề về nồng độ cồn là liên tục, không có ngày nghỉ và không có vùng cấm, ngoại lệ. Ngày 25 tháng 11, một lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk Miêu điều tra vụ người đàn ông ép người khác uống thuốc độc tự tử trong nhà nghỉ. Thông tin ban đầu, sáng ngày 22 tháng 11, người đàn ông, 39 tuổi, trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, cùng một phụ nữ 30 tuổi, trú tại huyện Y Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk, đến nhà nghỉ ở thị trấn Đắk Miêu, huyện Đắk Miêu thuê phòng. Tại đây, người đàn ông cầm súng và dao đe dọa, ép chị này phải uống thuốc trong chai nhựa màu xanh,
nghi là thuốc cỏ cháy. Quá sợ hãi, nạn nhân uống một ngụm nhưng nhổ ra ngay. Thấy vậy, người đàn ông nổ súng nên nạn nhân bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Lúc này, người đàn ông xông vào và nổ súng trúng vào tay nạn nhân. Nghe tiếng kêu cứu, chủ nhà nghỉ đã mở cửa phòng, thì người phụ nữ chạy thoát ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu. Riêng người đàn ông cố thủ trong phòng, uống thuốc trong chai nhựa màu xanh, nhưng được công an thị trấn Đắk Miêu khống chế đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hai người có mâu thuẫn về tình cảm. Do tác động của lớp sóng không khí lạnh tăng cường, kết hợp không khí hanh khô kéo dài, từ đêm ngày 24 đến rạng sáng nay ngày 25 tháng 11, trên đỉnh Phan Xi Păng ở thị xã Sapa, Lào Cai đã xuất hiện một lớp băng mỏng. Theo trạm khí tượng Sapa, nhiệt độ xuống thấp nhất là khoảng từ 1 đến 4 giờ sáng. Tại khu du lịch Sapa, nền nhiệt giảm xuống dưới 10 độ C, sau đó tăng dần lên 12 độ C khi có ánh mặt trời. Còn trên đỉnh Phan Xi Păng, nhiệt độ giảm sâu dưới 0 độ C, nên đã xuất hiện lớp băng mỏng kết hợp sương muối. Theo các chuyên gia khí tượng, bắt đầu từ khoảng tháng 11 hàng năm, trên đỉnh Phan Xi Păng bắt đầu xuất hiện băng giá bao phủ, do càng lên cao thì nền nhiệt càng thấp, trời càng lạnh. Đây là đợt băng mỏng thứ 2 xuất hiện trên Phan Xi Păng. Đợt đầu tiên xuất hiện vào ngày 20 tháng 11 vừa qua,